xuống được lắm rồi chứ. Để lên, nhanh đi, nắng. Đây, nay anh em là tổ chức đi kéo lưới. Kéo lưới kéo cá trong biển bãi dài. Giờ mấy ông chạy rô mất hết rồi, mình chạy theo sau. Không ngon, lưới này đã đánh anh. Cái gì mà kia? Đúng rồi hả? Đây, biển bãi dài, rất dài luôn. Còn xấu này kia. Cắt trắng luôn. Đấy, các ông anh rồi kia, ông đang thả lưới rồi. Giờ ra phụ ông thả lưới thôi. Đó, để em nắm phụ cho. Nó tuôn ra hết rồi. Dạ. Cho nên là sóng đập rối lưới luôn rồi. Đang gỡ lưới bị rối chứ không phải là lưới dính cá. Chui qua anh Hải, chui qua đó. Chưa có cá hết, chỉ mới gỡ lưới thôi mà tốn một đống thời gian lắm người à. Dạ anh em đi tìm chỗ để thả. Sao biển? À, thanh niên canh thủ lúc đó lưới bơi bắt dí cá rồi, lưới thả xong rồi giờ bây giờ lên chết coi thôi còn có cá không. Rồi ông anh đuổi ra kìa. Có chân giảm lưới á. Sống dễ mang quá. Cái đục hả? Đục to dưới đây. Cái đục. Thì cái đây nếu mà mình cầm cần vô đấn bờ mình câu mình lua cái đục cũng có nè. Có cái chim kìa anh Hải. Bóp nó lại cho đỡ tụt. Cái chim. Chim hả? Chim chưa. Đây là cái chết. Cái nhỏ là cái gì anh Hải? Cái ngu. Cái này giống cá chỉ vàng mà không phải. Đúng rồi, giống đợi em câu cũng dính mấy con này nè mà giờ không biết cái gì luôn. Cái gì Hải? Con này ăn ngon mè. Trên Hải không biết ngồi gỡ cá anh Hải. Biết nhưng mà cá này không biết gỡ. Trời. Anh cầm bị nè, không biết gỡ cầm bị này đâu, mở ra gỡ ra. Gỡ phụ mấy anh gỡ cái khác đi nó dính cả đống rồi kìa.
Cái nhỏ nó không dở rồi vậy. Cũng cho không dở. Cái nào chua chua bỏ lại mình không? Đây. Mình mới về dính một con ké vô đây. Đây. Ồ, ghê, đông luôn. Ây. Bây giờ rồi để đang thả làng. Con kia là con giống nhau, giống nhau rồi. Con to con nhỏ. Trang. Trang. Trang trang cu. À, con sớm mình vô nhậu tí rồi về. Nhậu tới 12 giờ về. Ừ. Tù cái gì sáng đi sinh nhật rồi. Mang nó đồng ý rồi. Chửi không đi quá xuống. Chửi xuống là nghe chửi chung rồi. Xuống đứng một tí thì về đó. Nó chửi rồi về đó. Kéo là kéo không lên cái gì tí không đánh được. Nắm cái đòn kéo là tí nó đánh. Không làm cái con mặt sao dám làm. Làm sợ rối. Rồi mũi vô. Đây giờ đang thẻ lưới nhảy khác. Đấy, một người thả lưới xong rồi bây giờ là anh em ra là đuổi ké. Phải ké để nằm trong cái vòng quay rồi. Đấy. Về thì nhau đuổi rồi bắt rồi. Ké gì to vậy? Xong. À, hên. Cái đầu nó đi. Bóp chết. Con này là phải bóp đầu nó lanh lắm. Bóp đi chết uổng cái gì. Trời chắc cứu à. Đâu, vô nó mặn. Thành hai em nên anh lên đường anh kia anh gửi quần nhanh và chấm xét thôi á. Đấy. Cứ an tâm đi mà. Nó chạy được đâu, bóp chết đi, số nó, số chết rồi. Chết đúng không? Bóp chết đi, bóp cái đầu nó, bóp mạnh vô. Ồ. Hả? Lá, quá sao bầy, đi lẻ con ta. Lá rồi đụng đi bầy đó. Đau cầu. Phải xử lý rất là phức tạp của ông Hải. Đây, bỏ bên đây, bỏ bên. Chỉ có một con cá thôi mà xử lý rất là phức tạp. Muốn nó sống hay nó chết. Nó còn á. Nó khôn, nó chưa ra. Hả? Bóp cái đầu lại. Trời ơi, con này thì tao cố gắng. Bự quá, bóp. Bóp cho nó chết đi. Còn trong này mà mình không biết này, đuổi ra nhiệt tình là nó vô à. Chết rồi đó. Chết được rồi, dễ thôi mà. Cá này nó đâu có dính đâu. Ké đi, nướng ăn mắm ngọt hả? Biết ăn đâu. Ồ, hay nha. Cầm giùm cái bậy á. Giùm. Ồ, rất tươi luôn, rất bự luôn. Lên. Ơi, một hai sợi
Anh đúng rồi không? Anh đúng hơi bị to đấy cá trang. Cá trang à, mới vô thấy hơi rồi đó. Đây, sau khi đánh 4 nhát thì được bao nhiêu đây? Đấy rồi, cái này con này mình mới bắt đi cát. Đây giờ đem về nướng hết nhậu này. Rồi, giờ các bạn nha.